Sáng ngày 25 tháng 11 vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú Đông đã trọng thể tổ chức Đại hội Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 3 2016-2021 và si cử nhân sự nhiệm kỳ 4 2021-2026 tại văn phòng Ban trị sự Chùa Linh Bửu, ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Đại hội được sự quan tâm chứng minh của Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban chỉ đạo đại hội, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó ban trị sự, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Chư tôn đức chủ tọa đoàn có Đại đức Thích Nhuận Đức, Phó ban trị sự, Trưởng ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Tân Phú Đông, Trưởng ban tổ chức đại hội, cùng chư tôn đức thành viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú Đông, chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện, Phật tử cùng tham dự. Đại diện chính quyền tỉnh Tiền Giang tham dự đại hội có ông Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành tỉnh Tiền Giang, huyện Tân Phú Đông và xã Tân Thới cùng tham dự và tặng hoa chúc mừng đại hội. Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú Đông đã long trọng tuyên đọc diễn văn khai mạc đại hội, chào mừng chư tôn đức giáo phẩm, chính quyền các cấp và đại biểu về tham dự đại hội. Hòa thượng nhấn mạnh, đại hội đại biểu Phật giáo là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành từng bước của Phật giáo huyện nhà và tạo niềm tin vững chắc cho hàng Phật tử vào ngôi tam bảo. Theo báo cáo tổng kết Phật sự từ sư cô Thích Nữ Diệu Nhật tại đại hội, Ban trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ qua, các công tác Phật sự đều đạt được chỉ tiêu ban đầu đã đề ra, đặc biệt công tác từ thiện xã hội nhiệm kỳ qua đã đạt được gần 4 tỷ đồng. Tiếp đến, sư cô cũng trình bày cụ thể về dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới đã được Ban trị sự thông qua. Với những cố gắng của Ban trị sự, chư tăng ni và Phật tử huyện Tân Phú Đông, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang cũng như Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Phú Đông đã trao bằng tuyên dương công đức và khen thưởng đến tập thể Ban trị sự và các cá nhân có những hoạt động tích cực làm lợi đạo ích đời trong nhiệm kỳ qua. Đại biểu nhất trí thông qua danh sách tân Ban trị sự có 5 thành viên do Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò trưởng ban. Để khích lệ tinh thần phụng sự của tân Ban trị sự và cùng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng dân tộc, tại đại hội, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang trao tặng bảng tượng trưng số tiền 101 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Phú Đông, góp phần vào việc xây dựng công trình tuyến đường ống nước sinh hoạt, đường Ba Thế, xã Tân Phú, giúp người dân nơi đây khắc phục tình trạng bị xâm nhập mặn trong thời gian tới. Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phú Đông ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu Phật sự trong 5 năm qua của Ban trị sự Phật giáo huyện đã góp phần vào sự phát triển chung cho huyện nhà. Đồng thời, ông cũng gửi lời chúc mừng đến tân Ban trị sự nhiệm kỳ mới, mong rằng dưới sự dẫn dắt của Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn, quý tăng ni và Phật tử sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần tốt đời đẹp đạo của Phật giáo. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Hòa thượng Thích Huệ Minh ghi nhận công đức của Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn và chư tăng ni Phật tử trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Phú Đông. Tuy là huyện có ít tăng ni, nhưng chư tôn đức đã cố gắng hoàn thành tốt các công tác Phật sự được giao. Hòa thượng mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều tăng ni phát tâm về đây cùng làm Phật sự.